Khoa Anh Ngành, Trần Phi Quang, thể hiện bệnh nhân bị gãy chi lệch 1/3 xương đòn, kết hợp bệnh nhân bị gãy vát 1/3 xương quai, trình ở viện làm mổ phẫu thuật để viết đinh, nhưng do điều kiện bệnh nhân không muốn mổ. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc, nó kết hợp bỏ alarm và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhẹn xương. Nhưng trước khi nhà thuốc đắp thuốc, nhà thuốc phải nắn cho xương đòn và xương quay trở lại vị trí bình thường. Sau đó nhà thuốc sẽ bó thuốc kết hợp cho bệnh nhân về nhà uống thuốc nam nhanh nhẹn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 50 hôm là xương quay và xương đòn của nhân sẽ liền hoàn toàn. Và sau một thời gian kiên trì tập luyện, bệnh nhân có thể cử động, làm việc được bình thường. Cháu làm cho cụ xương tay trước nhá. Thì cái áo này phải cắt nhá. Cắt ngang áo này, cụ phải nhét mà. Cái này không bao giờ kéo rồi. Đi rồi. Đó, kéo rồi. Kéo thì thật cô ấy mà. Đi đâu mà cái tay này cô. Bác qua cầm cái phim ra thôi. Thôi, thôi, thôi. Đóng cái phim rồi. Không có tư để yên rồi. Cụ bao tuổi cô ơi? 80 rồi. Điếc không nghe thấy đâu. Gãy xương đòn. Ba. Đi từ từ thôi, có đèo đi em không? Đau không cô? Không đau. Thả lòng tay, bao quả ra, bao quả ra. Bao nhiêu vai này, đi chắc cái đỉnh vai này bây giờ. Làm cái xương nó lấy cái này đâu rồi. Đấy, chắc này, thả lòng tay đi. Thả lòng tay nha, thả lòng tay nha. Chiều rửa nước muối chị cho cháu nhá.
là xương nào, xương quay, xương thủ, người ta đây, mình chắc tay vào, vẫn chắc nắm chắc đấy. Cú cao tuổi cú ơi, cú đau bên này nhìn dây đây đau không? Không đau à? Bắt lên. Mang về phiểu cho về như thế. Đấy, quỳ cạch chưa? Đau chứ kiểu đau. Trời ơi. Run thế. Không phải run thế. Có gì đâu mà run. Cứ thoải mái lên. Bác to béo đi lên ngồi đứng lên chào. Đây. Con này chưa vết thương da mà. Đây này cho cái kẻ cho con Anh nhà nào bó thì con đặt ở dưới này nhé, làm xê dịch này. À, vết thương thì rửa bình thường với con nhé. Thì cái nẹp thì con sẽ định vị ở cho lên nhìn nhé, định vị ở ngoài này thì rửa cái vết thương ở cụ con rửa bình thường cho con nhé. Các chị ơi, chị vào chị xem để rửa cho. Cái vết thương này rửa mấy ngày là khô thôi. Đặt nẹp vào bình thường lên với con này. Còn đây là cái nẹp này bác phải nhẹ nhàng rửa với bình thường nhé. Uống vàng bình thường thôi con. Thì cái băng thun này đấy. Băng thun này thì mình quấn không là quấn dày được. Cụ ở đâu chưa cụ? Không đâu nào. Ok. Xương nó gây nặng, lệch cái hai xương.
Đây có cái biển nhận được con đường này. Đấy thì em ra cổng em phải đánh dấu lối. Ngày xưa em làm nhờ ông gì em tiêm đau mắt đi nhờ. Quỷ quỷ thì kia để đi xuống. Bà đứng kia bà ơi. Con cắp cào cùng nhá. Nhiệt ra đây. Hãy cắt đi đây. Cắt đi cuốn tiếc áo hay không? Tiếc. Rồi ngược cái trái kia mà tím rồi đấy. Đây nhá. Hình ảnh bên này bình thường này. Bên này trồi rất là nhiều xương này, chọc này này. Đấy thì cái này không ổn. Nhưng mà lúc đấy không đau anh ạ. Mang đường đây, đẩy đường đây. Anh đi vào đây. Rồi, ra đi ra. Bác từ đây, lúc nào con đưa tay là cũng đang đứng theo nhé. Đừng chặt quá. Đào rồi đấy. Em thành bắt tay ra. Để bảo hoàng cung ở dưới này. Bọn anh không nghe máy. Dạy bao người bị trường hợp này. Ở trong kia cái thằng giấy bác là nhà em bỏ đường không? Đấy xong rồi là đến cái tiểu đường tâm là không bó được, cũng nằm ở trên kia. Ngồi xuống. Hít sâu đi. Nói to lên. Hít sâu. Hít sâu. Đau ấy. Đau, đau. Đạp đi, đau quá đạp đi, bay ra ngoài đấy. Người ta giữ cái mà bay nhỡ. Anh nhìn lên đấy, thì điện độ lên xuống thì ta đến tư vấn đó. Ông bao tuổi rồi? 79 à? Ông phải sống 100. Con trai.
ở trên tay mà. Kia lại phải đeo lên ngực. Vâng. Vẫn cứ ăn. Đồ mạ tốt đấy ạ. Xong rồi ạ, nắm xem mà lại đây. Một tháng, quả tết này đồ mạ tốt. Nước này là mơ. Cái này cả như cổ tài. Vâng, đi chụp cả cổ tài. Hai chú mà, con cô này xương là thít hoàn toàn chưa? Ừ. Thế mà. Ấn tượng này là xem ho cái đầu một chỗ này. Cái gì? Ở đâu đúng sao nhìn tí mít ngược cái kia chả đau. Ông cứ mở gãy sườn sườn thôi. Rồi bác nó chuyện nhá. Rồi em cầm đi ngồi. Rồi thay nhà cho ông nhá. Thay cái. Đây đi xuống đón đây. Bảo quân là chỗ này thì hả? Chị đây đây. Bác hà thì là chuyện bác ơi. Thế không được đâu chưa? Không được đâu được. Thế. Sáng qua lên mà ăn bà ăn thì bà cứ ở đây là đâu rồi chị? Ăn biết đâu nhá, nó khổ. Chả đâu rồi. Ở trong nhà. Chả thấy xót. Chị em là chị ơi. Cô bác sĩ cô đi rửa cho em. Em đang làm gì được chị? Thay cái này. Bán gì mà nó không biết thương này thôi. Cái thương nó xe này đấy. Cái sừng dư. Sừng dư. Cái rộng quả nó mới hết sừng. Anh đây anh. Ông về chỗ này ông nhá, ông về chỗ này hỏi gì đâu. Gãy nó khổ quá. Rồi, chú ấy vết thương nên tôi xem mà không gì cả, lá nó thầm thấu đâu mà. Không cần bó chặt đâu. Thank you.
chiều rửa vết thương cho bình thường nhá. Để lách này chặt quá đâu mà. Vâng. Đầu lách. Phải chặt cái xương nào. Cái lách này nó đầu nó cái này nó căng quá, nó nhét là gì nữa. Tí là lấy ra. Nó đâu phải lấy chặt một tí. Nó khò cái cằn quá, cài nát đầu. Cái nát đầu thôi. Đầu ông này kia ra rồi. Đầu đất này. Ừ, đây rồi. Nó cài ra rồi rồi chứ. Tím nhiều nha. Đắp uống đẩy máu tụ nha, tím rất nhiều. Nắm vào cái kia ông ơi. Mày đằng kia. Em là một tí nha. Con máu lỏng, ông yên tâm, cái này là máu lỏng nha. Nghe là chặt cái nào miếng đầu phải chặt cái miếng thứ hai lỏng mà. Không chặt miếng trước đâu. Cái miếng đầu chỉ máu rồi cái máy. Máu đẩy máu tụ ra mà, nhá. Không còn này gì cả. Ông đắp viết lần sau thay nhà anh này nhá. Nhà ông nhà sau này. Ok rồi quá. Rồi, mang áo trong đi. Ông cũng vào trong nhà thôi. Con chào ông ạ. Hôm nay con xuống hoàn thiện hình ảnh của ông. Về quá trình ngày trước ông bị gãy 13 xương đòn. Cái là bị gãy 13 xương quay. Ông mình nặng tay không anh? Vâng, ông nhà em nặng tay anh ạ. Từ đó đấy, ông mình khỏi được bao nhiêu tháng nhỉ anh? Ông em khỏi được khoảng 1 năm rồi. Ngày trước ông mình gãy 13 xương quay này. Ông nắm tay vào. Đưa ra đi. Đưa ra này. Đưa ngang này. Đưa thẳng ra. Đưa lên. Ngập vào. Đưa ra. Đưa ngang. Đưa ra. Đưa ngang. Đưa ra. Từ đó nay ông nhà mình làm việc, ông làm việc bình thường chưa? Ông em làm việc bình thường rồi. Ông nấu cơm, mẹ làm trồng rau trồng cỏ bình thường. Ngày trước ông mình gãy di lệch 1-3 xương quay. Cái là một cái xương đòn này, hiện tại là xương đòn nó phẳng hoàn toàn rồi. Bây giờ ông đi lại bình thường chưa? Ông đuổi ra con, đuổi ra. Ông nắm tay vào, gấp này. Gấp vào, đuổi ra, gấp vào, đuổi ra, gấp vào. Ông xoay xoay, xoay cổ tay, xoay bên này. Gấp vào, gấp vào. Rồi ra. Ông đứng ngang này con. 1 thẳng đây này. 2 3 4 5 6 ông gập gập tay vào. Rồi ra. Gập vào. Rồi ra. Gập vào. Rồi ra.
gặp à, dưới ra, gặp à, ông đưa ngang tay ra, ông khoanh tay vào, đưa ngang ra, khoanh tay vào, khoanh tay vào, dưới ra, khoanh tay vào, dưới ra, đưa ngang này, đưa, đưa ngang này. Hiện tại ông khỏi hoàn toàn rồi. Ngày trước ông bị ngã thì ai đâm vào đúng không anh? Bị tai nạn anh ạ, xe máy nó đâm vào. Ngày trước là tay đó ông xương với gáy nó xây thịt này, thì biết sẹo là hoàn toàn nhé. Vâng. Thì hôm nay em xuống em xin ảnh của ông nhà mình. Thì ông mình hiện tại khỏi hoàn toàn rồi. Thì các bạn là thuốc thì con chào ông. Ông gặp ra các bạn đúng không con? Xong gặp đây. Mà nhanh vào. Ông nhà em giờ vẫn nấu cơm với lại trồng rau với nuôi ít gà. Ngày xưa ông lặng tai này đi ra đường là không để ý để xe máy nó đâm vào gãy cả xương đòn đấy. Ông mình là bình thường nhỉ. Vâng. Nay em xuống có xin hình ảnh của ông nhà mình thì mức độ này là ông là hoàn toàn chưa. Con chào ông nhá. Đây không? Chúc ông mạnh khỏe nhá. Vâng vâng. Ông khỏi ông mừng không? Vâng. Ông nặng lặng tai. Ông này bao bao tuổi rồi? Này, ông này bao tuổi rồi? 80. 80. Được tuổi được nhà nước cho quà rồi. Dạ. Ông nhà nước không cho ông mấy một tháng mà mấy trăm? 350. À vâng. Ông khỏi tay là con mừng nhỉ. Ông ấy gầy. Con nước ơi. Vâng. Nước không uống nước trẻ, nó cứ cà phê. Ông được hỗ trợ mấy tháng rồi? Hỗ trợ tiền nhà nước đấy. Nhà nước đầu năm mùng 1. Tháng 2. Vâng. Hôm nay khỏi ông hoàn toàn rồi. Bà mình có đi bắn không? Bà mình có đi bắn à? Cưới đi đâu ấy? Chơi đâu ấy? Ông khỏi tay ông có mừng không? Nặng rồi. Hai. Ông khỏi tay ông có mừng không? Không. Ông khỏi tay ông có mừng không? Ông nhà em nặng tay lắm. Vâng, mừng. Vâng. Dạy em. Con à. Chào ông quốc chiếc thì là hoàng quốc đất bình thường quốc đất trồng rau được mà cái này nó đang bị cứng khớp mà đầu khớp này kiểu trái gió trở rời nó hơi mỏi tí thôi đấy là bình thường tuổi cao rồi. Vâng. Xương đòn ông gầy mày cả ấy chỉ là cái nhiều mày ông gấp tay vào tôi vẫn cứ xong nó chuyển được cái này cái đau khớp này ông bệnh tuổi già ông hiểu chưa đau khớp vai này đau khớp chân này là đau tuổi già thôi nhá. Vâng. Nghe giờ cái chân đi nó cũng vướng các cái khớp xương này nó cũng vướng đấy. Và ông tuổi cao rồi. Vâng. Còn con bằng tuổi như ông không bằng ông như bây giờ đâu. Ông sức khỏe là tốt rồi. Ông là gấp bà gì con. Ông gấp bà cho ông lúc này. Gấp tay vào. Đuổi ra. Gấp bà. Đuổi ra. Và mức độ này khỏi hoàn toàn rồi. Và bắt đầu ông lần này nhá. Hôm bảo đi kéo giày này. Kéo lên đau. Phải đau cái này. À mới đầu mà ngày trước là hơi đau đúng không? Bây giờ là hơi đau rồi. Giờ nó cũng đau. Đau rồi. Con chào ông nhá. Nước á. Vâng, tí vào uống nước sau. Đi vào đây uống nước. Dạ vâng. Lâu lắm rồi. Vào cái cứ khi. Vâng, tí vào. Nghe đi vào.